Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe Cannondale Flat F1, một mẫu xe mà được thiết kế và làm bằng tay của Mỹ, được trang bị cấu hình full Shimano DOG. Và bây giờ sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là nhôm siêu nhẹ, một chiếc xe đến từ Mỹ, handmade in USA, là được thiết kế và làm bằng tay. Đây, ngoại hình của chiếc xe thì còn rất là mới đẹp, hầu như là không có một vết xước nhỏ đáng kể nào. Được trang bị bộ tay bấm phanh DOG. Bộ tay bấm phanh này là nó đồng bộ với nhau. Đấy, là không phanh và tay bấm nó là một luôn, không rời. Tay bấm đời mới của DOG. Phanh chữ V. Ở cổ đấy nó có giảm sóc. Giảm sóc cho các bác. Mayer Shimano. Đùi đĩa Shimano và gạt đĩa, đề đĩa đều là của DOG. Lip Shimano. Ở cọc yên này nó cũng có một cái giảm sóc cho các bác ở dạng cọc yên. Đấy. Một chiếc xe mà làm bằng tay của Mỹ, rất là đẳng cấp. Và bây giờ mình sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào. Là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 41 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Điều chiếc xe này có cái gióng ngang khá là dài thì nó sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 đi là phù hợp. Trang bị lip Shimano 9 tầng, 3 tầng đĩa. Xe lên xuống rất là mượt mà. Phát nào ăn phát đấy. Và chiếc xe này đang có giá bán rất tốt bên em, chỉ 9,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để có được những thông báo về những chiếc xe mới nhất bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.